Tôi rất là vui và vinh dự khi mà ngày hôm nay được tham dự buổi sự kiện giới thiệu bộ sưu tập mới của thương hiệu Fredericks Công Tăng. Thế thì với trên cương vị là một người cũng rất là yêu thích đồng hồ Thụy Sĩ nói chung và thương hiệu Fredericks Công Tăng nói riêng, thế thì tôi cũng đã sở hữu cho mình trên 5 chiếc đồng hồ của thương hiệu này rồi. Thật ra thì với một khách hàng trẻ, độ tuổi cũng trẻ như tôi thì tôi cảm thấy là thương hiệu này có rất là nhiều những cái ưu điểm cũng như là sự phù hợp. Bạn bè tôi cũng dùng sản phẩm này rất là nhiều. Và qua giới thiệu ấy thì tôi cũng được biết là hôm nay và lời mời của bên thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ thì tôi có tham dự cái buổi giới thiệu sản phẩm này thì tôi cũng đã chọn được cho mình một cái sản phẩm rất là ưng ý. Nó rất là phù hợp với cái nhu cầu trong cái đời sống hàng ngày của tôi, có thể đi gặp gỡ đối tác hoặc là mình có thể thay dây xong cái dây kim loại để mình có thể phù hợp trong những cái hoàn cảnh môi trường sang trọng hơn, ví dụ như là đi dự những cái sự kiện chẳng hạn.